8 tháng 2 2022 là mùng 8 âm lịch luôn. Mùng 8 Tết á. Jennifer ngày đầu tiên đi xe máy đạp điện tới trường rồi nha. Cái này là đeo kiến để chấp bụi chứ không phải cận nha các bạn ơi. Bây giờ ba dẫn xe đạp điện ra cho Jennifer. Ủa con tự dẫn được không? Tao dẫn thử rồi con thử rồi. Sao vậy? Sao ngược đầu lại được? Thôi đó ba dẫn luôn chị ơi. Chạy đi ba chạy theo. Chạy từ từ đi ba chạy theo. Thưa mẹ, thưa mẹ đi học chưa? Cái này đâu cần đợi nó bảo hiểm. Kêu nó đội nón kết để đỡ nắng mà không đội. Rồi chạy đi, ba chạy theo. Ba lên trời, ba chạy lại lắm, con chạy liền. Ê, chân trống, chân trống, từ từ. Con chạy con để giò lên chính giữa, đừng có gác lên hai cái bài đan. Ừ. Rồi chạy đi. Nhìn kiến đâu rồi nha, nhìn bên đường có người ta tới không mình chạy. Xe taxi ngừng rồi, rồi con chạy đi. Lao kiến đi. Ủa con, ba mới đụng ý kiến con á, nhìn lên sao được chưa? Đầu Jennifer lấy xe đi học, mắc mưa từ cổng trường đi ra, ngừng vô mặc áo mưa. Gắn hẹn chưa? Nè, quá con này, rồi con chạy đi, ba chạy theo. Thank you.
Tới đây nhớ đường không vợ? Tới nhà luôn nha. Ở có chị Hai ra đón kìa. Có gấu Nai ra đón nữa kìa. Có bạn chị Hai ở lại chơi nữa kìa. Chị, con có chạy xe của em không hay là vậy con đưa áo mưa đây rồi con tự tập dẫn xe lên đó Phân. Dặn lên được không? Sao con nghe nó cứ kêu eo à? Cãi nó, cái đó cái bình kêu hay gì á. Đặt máy đi. Con đứng xuống con mới dẫn được chứ. Nhưng mà con phải nổ gồ ga, gồ máy lên phụ mới dẫn lên nổi. Đúng không? Có phụ không? Bữa nay tự đi xe đi học và tự lấy xe đi về đồ đã hơn, vui không? Sao vậy? Ủa ba nhớ hồi xưa chưa được đi xe một mình cứ nói là bạn con đồ được đi xe rồi giờ sao không vui vậy? Tại mưa. Vui. Ba chở hả mười mấy hai chục năm nay hả khỏe gần chết. Bài đặt đòi xe đi một mình con với chị Hai con ha, bây giờ ha mới biết là sự sung sướng, mình được sung sướng mà mình không biết. Con tập tắm mấy làm gì? Rồi lên đi tắm đi xuống cơm. Mày Duyên nó làm mệt quá đi. Mày